Chào mừng các bạn đã đến với kênh Lan Thanh TV. Các bạn thấy hay hãy nhấn like và đăng ký kênh. Lăn lê trong hồ nước cạn để livestream giả vờ đang ở trong vùng mưa lũ. Nhóm truyền thông bất lương nhận đủ gạch đá từ dân cư mạng. Livestream là một sản phẩm truyền thông của thời đại phát triển vượt bậc về khoa học và công nghệ. Sở dĩ hình thức này có thể hạ gục hoàn toàn các kiểu truyền thông cũ là bởi vì chúng đề cao tính chân thực hơn cả. Thế nhưng, một loạt các livestream đang nhận về vô số gạch đá ở Trung Quốc trong đợt mưa bão dưới đây lại không phải như vậy. Vừa qua, khi thiên tai lũ lụt hoành hành tại nhiều địa phương ở Trung Quốc, các thông tin liên quan tới chủ đề này đều nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Lợi dụng điều này, một nhóm người đã liên tục phát livestream trên mạng với chủ đề cập nhật tình hình bản thân khi sống ở vùng mưa bão. Những người trong livestream nói trên đều có một cái khẩu hiệu giống nhau. Hôm nay trời mưa rất to, tôi cảm giác như lượng mưa của cả một năm đều dồn cả vào hôm nay vậy. Các bạn ạ, à, hiện tại tính mạng của tôi tuy không có gì nguy hiểm nhưng cũng chẳng thể nói trước được rằng tôi có thể sống qua ngày hôm nay hay không anh và các bạn Vân cũng đã nhắn nhủ gia đình có khó khăn nhưng qua sự hỗ trợ của tuy nhiên, cộng đồng đáng thì nói cũng đã phần nào ổn định vì vậy Chẳng tôi xin sau, không nhận tiền hỗ, hỗ trợ nữa mong mạnh thường quân dành sự quan tâm trong thời, thời gian tới cho những hoàn cảnh khó khăn hơn trước đó ngày 26 tháng 7 thành phố hồ chí minh bắt đầu áp dụng quy định giãn cách ra đợt mưa lũ như người giờ đến 6 giờ sáng hôm hậu sau tuy nhiên buổi chiều cùng ngày nhóm người này phát hiện như đang oxy trong bình để dành cho con đã mất hồ nước cạn nào đó điều này đồng nghĩa với việc họ đã cố tình nói dối việc mình đang ở nơi có mưa lũ dàn dựng quay livestream để lừa gạt dư luận nhiều ý kiến cho rằng nguyên tắc cơ bản của livestream hay bất cứ hình thức truyền thông nào chính là đề cao tính trung thực không đưa tin sai sự thật hơn nữa trên nhiều nền tảng xã hội trung quốc hiện nay livestream hoàn toàn có thể kiếm được nhiều tiền thông qua lượt xem và các quà tặng hoặc số tiền mà người xem gửi tặng tuy nhiên nhóm người dàn dựng live stream giả nói trên đã lợi dụng sự quan tâm của dư luận để có được sự đồng cảm và nhận được sự giúp đỡ tài trợ từ cộng đồng điều này chẳng khác nào so với hành vi lừa đảo bởi vậy cho nên sau khi bị bóc phốt trần trộ bộ mặt thật hành động của nhóm người này đã nhận về vô số gạch đá của dân cư mạng